Chào mọi người, đây là con quay 125i mẫu 2023 màu mới nha. Mọi là màu đỏ mận. Cái màu này 2023 nó có màu mới, nó có vài ba màu mới nha. Màu xanh nước biển với màu đỏ mận này, với lại một màu đỏ mà bánh căm thì nó tươi hơn cái màu này xíu. Đó, còn màu trắng với màu đen này kia thì nó cũng giống như nhau thôi. Này, đích đèn LED, đích đèn này, này, cái đích này cái dáng nó đẹp lắm nha. Cái ngoại hình của cái xe này thì nó hầm hố, ở ngoài nó hầm hố hơn, nó lớn hơn, nhìn nó to hơn là cái mẫu 22. Với cái dáng nó cao hơn, cái dáng ngồi nó cao hơn nha mọi người. Đồng hồ nó xài km, xài đồng hồ điện tử, nó không có xài cái cộng dây km giống như là mẫu của mẫu 22 nha. Đồng hồ điện tử, nhiều người nói cái máy của xe này với lại cái máy của Dream 125 Fi giống nhau, nhưng mà nó khác ở chỗ là một cái xài dây km, một cái xài mắt độc. Cái đó nó liên quan tới cái phần máy nha, cái phần lốc giữa. Cái màu này ra nắng chiếu đẹp lắm nha mọi người. Để trong mát quay thì cho nó khỏe em xíu. Để ra nắng, nắng nồi chút còn. Xe này đi ít vài trăm cây nha. Giá nó ngợi hơn cái con mới vài triệu. Quay 125i. Mẫu 2023 màu đỏ mận. Em bán con này là giá 40 mấy triệu thôi. Xe mới bán 8 mấy, em bán 4 mấy là cái giá nó cũng vừa chơi nha mọi người. Mọi người về vô giấy ha. Xe này em bán là em bao ship ha, giấy tờ thì anh em tự lo. Không có giấy tờ gì đâu nha. Cái xe này thì không có giấy tờ gì hết, anh em đừng hỏi giấy tờ. Anh em tự lo phần giấy. Còn ship thì em lo, chất lượng xe thì em lo. Đó, cảm thấy mà ưng hỏng chất xe thì liên hệ em nha. Cái điện thoại em để trên cái phần mô tả cũng có, cái phần tiêu đề bài cũng có. Đó, nó ra cái màu tươi tươi vậy nè. Còn mà trong mát á, thì cái màu nó hơi sẫm hơn, tối hơn. Xe này nguyên nhiên 100% nha mọi người. Xe đi lướt ít, màu mới, xe mới, hiện xe đang ở Campuchia nha. Mọi người quan tâm thì liên hệ em, số điện thoại em để trên màn hình nha, cộng 855 978 685 678. Có Zalo, có Telegram nha. Mọi người áp Zalo để trao đổi cho nó dễ nha mọi người. Xe thì sổ sách đầy đủ nha. Ngày đầu ngày, đầu ngày của nó chỉ có một cái vít với lại một cái mở muri thôi. Đó, kính hai cái, sổ hai chìa, đó, cái chìa khóa dưới đó đó, với một cái chìa khóa trên xe nó hai cái nha. Nói chung là full đồ đầy đủ. Hơn 40 triệu cho chiếc xe này. 40 mấy triệu thì mọi người quan tâm liên hệ. Cái này nó cao, form dáng này, chỗ này ngồi nó thoải mái lắm nha. Một con quay mẫu mới, 9 người 10 ý nha. Anh em mà thích cái mẫu này thì liên hệ em nha. Cái mẫu này thì nói chung là cái dàn ngoài nó nhìn nó hầm hố, nó lạ mắt lắm. Cái mẫu kia em cũng còn hai con nha, một con màu xám, mẫu 2022, một con màu xám với một con màu trắng. Xe mới mười mấy cây, với một con quay đen 2018 bánh căm ba mấy triệu. Mọi người quan tâm thì liên hệ em để em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể.
Rồi nổ máy, test máy cho mọi người xem nghe lần nữa nha. Máy này thì cho nên nó lầm lắm nha mọi người, cái hơi nó dày mà nó lực lắm nha. Nó tránh được, nó khắc phục được cái tiếng vọng nồi của mẫu 22, nó khắc được một phần phục. Trăm hai mươi lăm đi là vừa luôn mọi người, cái sức cái lực máy nó vừa. Bốn số luôn, đi trong thành phố đi đường xa gì cũng được. Mọi người mà ở vùng vùng ven á, ví dụ như ở huyện này kia đó, xe này đi thì nó không đỡ nhạy cảm hơn. Với lại mấy cái dòng 4 thì này mọi người đi nó cũng an tâm hơn là mấy cái dòng 2 thì. 2 thì dạo này hot quá. Spoiler Z rồi đó. Rồi em cảm ơn mọi người quan tâm clip của em nha. Mọi người có quan tâm những cái dòng xe cam thì nhớ đăng ký kênh của em để đón xem thêm nhiều xe. Giờ này em rảnh em sẽ lo em 2-3 con nữa quay cho mọi người xem nha. Rồi cảm ơn mọi người.